trộm tiền của vợ. Quynh, sao anh lại ở đây? Làm sao ra nông nổi này? Erica à, xin lỗi em, thành thật xin lỗi em, hãy quay về với anh. 1 năm trước. Rena, con về phòng làm bài tập đi. Mẹ vào dọn dẹp, rồi hai mẹ con mình ăn cơm nha. Dạ vâng ạ. Kìa, bà xã, sao tối rồi, em còn không lo ngủ đi. Quynh à, tôi hỏi anh, có phải anh đã đem bộ ghế trong phòng khách và tivi đi đánh bạc rồi có đúng không? Không có, cái này không gọi là đánh bạc được, cái này gọi là đầu tư. Em yên tâm, sau này gỡ lại vốn lẫn lãi rồi, anh sẽ mua lại một cái khác xịn hơn cho em. Anh quên là tivi này, chúng ta đã dành dụm cực khổ ra sao để có được nó hay sao hả? Nó còn là niềm vui của con chúng ta nữa mà. Anh bán nó đi rồi, con bé buồn lắm, anh có biết không? Ôi trời ơi, có cái tivi thôi mà sao cũng nói. Lúc trước là tôi mua nó, giờ thì tôi bán nó đi thôi. Anh có biết anh bán bao nhiêu là thứ trong nhà này rồi hay không hả? Bây giờ anh lại bảo là có cái tivi thôi à? Đàn bà quá thật lắm lời. Em bán chút đồ cho chồng đầu tư, sao em cứ khó chịu vậy? Thế em ôm hết đống đồ vớ vẩn ấy, cái nhà này có giàu nổi không? Giờ tôi mới biết tại sao hôm nay đặt đâu thua đấy. Là do cái mệnh đen đuổi từ bộ dạng cao có của cô đó. Trời ơi, vậy bà mấy này dám giấu mình số tiền lớn như thế. Hả? Quynh à, anh đang làm gì đó? Anh đâu có làm gì đâu. Quynh, không được, anh không được lấy số tiền đó. Tại sao lại không được? Bà xã, thật bất ngờ, em lại có một số tiền như thế, sao lại không chịu đưa cho anh? Nếu em đưa cho anh đảm bảo là anh sẽ không phải đem đồ của nhà đi bán nữa rồi. Không được. Đây là số tiền của Ren đóng tiền học ở kỳ sau mà. Anh không được lấy nó đi. Anh chỉ mượn trước con bé, em yên tâm đi. Ngày mai anh sẽ đem về trả lại cho hai mẹ con em. Không, không được mà. Đây là số tiền em phải đi cầm nhẫn cưới của em. Đừng đem nó đi đánh bạc nữa, được không anh? Đây là kỷ vật ngày cưới đó anh à. Ồ, thế thì nó càng là của anh chứ. Chiếc nhẫn đó là anh mua cho em cơ mà. Bán nhẫn. Ý tưởng thế mà anh không nghĩ ra. Bà xã, em còn thông minh hơn anh nữa. Em xin anh, trả nó lại cho em đi. Còn chúng ta cần có nó hơn. Không lẽ anh để con bé bị trường đuổi học hay sao? Em thật là khó hiểu. Nó là của anh, sao phải trả cho em? Được rồi, em yên tâm, anh sẽ cho em một phần. Nhưng phải đợi ngày mai anh có thêm, khẳng định là anh sẽ đưa cho em. Quynh à, nếu hôm nay anh cầm tiền này rời đi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Đủ rồi nha. Cô giữ tiền riêng tôi còn chưa nói, ở đây mà la với hết. Cứ nhắn với con gái là ba nó mượn đỡ, vậy nha. Sao anh nỡ đối xử với vợ con anh như thế này chứ? Ren này, sau này có thể mẹ không thể cùng con đi học và về nhà được nữa. Sau này con cùng với mẹ bạn Otis về chung nha. Nhớ là phải nghe lời mẹ bạn ấy, không được chạy lung tung nghe chưa? Ừ, tại sao mẹ không đi cùng con nữa? Bởi vì mẹ phải đi đến một nơi xa để đi làm. Mẹ đi làm sẽ có tiền mua đồ đẹp và đồ chơi cho Ren của mẹ nè. Ừ, con không cần đồ đẹp đâu. Mẹ ơi, mẹ đừng đi làm xa sẽ nhớ mẹ. Ngoan nào Ren, ngoan. Mẹ phải đi làm, nếu không Ren sẽ nhịn đói mất. Ren nhịn đói mẹ sẽ đau lòng lắm. Vì vậy con phải ngoan ngoãn ở lại học hành. Mẹ sẽ nhanh chóng trở về, được không con? Dạ vâng ạ. À, may quá, ba về rồi. Ừ, ba về rồi. Ba ơi, con đói quá à. Ừ, sao lại đói bụng? Mẹ đâu? Mẹ không nấu cơm cho con ăn à? Cô ấy đi thật sao? Ba ơi, con đói. Rên ngoan, con đợi ba một lát. Ba sẽ nấu gì cho ba con mình ăn nha. Ừ, dạ vâng ạ. Ba ơi, ba kể chuyện cho con nghe ơi. Sao lại kể chuyện nữa? Con lo mà ngủ đi. Nhưng mà mỗi tối mẹ hay kể chuyện cho con nghe, con mới ngủ ngon được. Được rồi, được rồi. Bà kể. Ngày xưa có một cô bé nhỏ được mẹ tặng cho một cái khăn. Từ hôm đó, Win bắt đầu thay thế Erica. Anh phải làm những việc trước đây mà vợ anh từng làm để chăm sóc cho Ren và cho cả bản thân mình. Sau khi bắt tay vào làm việc, Win nhận ra bản thân không còn nhiều tiền để lo cho cả hai cha con. Anh bắt đầu tìm kiếm công việc nghiêm chỉnh để làm. À ơi ba, con thấy khó chịu quá à. Ren, con làm sao thế? Ba, lần trước con cũng bị nóng. Mẹ cứ pha cho con ly nước chanh nữa. Giờ con còn khó chịu chỗ nào không con? Ba đem nước chanh lên nè. Ba ơi, con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Sao mẹ không về? Ba ơi, ba nói mẹ về đi. Con không cần đồ đẹp, cũng không cần đồ chơi mới nữa đâu. Con chỉ cần mẹ thôi à. Được rồi. Ba xin lỗi con. Ngoan nào, con mau ngủ đi. Ba hứa với con, ba sẽ đem mẹ về được không? Thật không ba? Thật. Nhưng Ren phải hứa là phải ngoan và nghỉ ngơi thật khỏe nha. Dạ vâng. Mấy ngày sau, đợi Ren khỏe bệnh hẳn, Win gửi Ren cho cô hàng xóm. Còn anh quyết tâm đem vợ trở về. Để cho vợ thấy được quyết tâm thay đổi của mình, Quỳnh quyết định đi bộ 2.000 cây số để về lại quê hương của vợ ở vùng nông thôn với một suy nghĩ táo bạo được ấp ủ. Hai tháng sau. Anh muốn cầu hôn em một lần nữa. Anh xin lỗi đã gây ra tổn thương cho em. Sau khi em đi, anh nhận ra em quan trọng với cha con anh biết nhường nào. Về với cha con anh nha. Win à, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Và khi trông thấy bộ dạng này của anh, trong lòng tôi cũng đã nguôi ngoai. Nhưng tôi e tôi không thể quay trở về được nữa. Nhưng tại sao vậy em? Tôi nghĩ anh hiểu rõ tại sao tôi lại ra đi. Hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng và cũng chưa đủ dũng cảm để bắt đầu lại cuộc sống tăm tối đó. Tôi xin lỗi. Không sao, anh hiểu mà. Anh vẫn tiếp tục kiên trì để chinh phục lại em. Nhưng em hãy dành thời gian đến thăm Ren. Con bé rất nhớ em đó. Được rồi, cảm ơn anh. Một câu chuyện cảm động của chàng trai đã đi bộ hơn 2.000 cây số để xin lỗi vợ mình đang làm xôn xao dư luận thời gian gần đây. Được biết trước đây anh là một người nghiện cờ bạc. Có phải vì điều này mà vợ anh không đồng ý quay về không ạ? Cô ấy đã tha thứ cho tôi, nhưng không chịu theo tôi về. Tôi hiểu rất rõ vì cô ấy thiếu sự an toàn và tin tưởng của tôi. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi bầu lại một lần nữa để đưa cô ấy quay về. Bà xã, anh và con đợi em về. Đợi anh sẽ đến đón em. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!